Thưa quý vị, hiện nay số người mắc các bệnh lý về dạ dày rất phổ biến, đặc biệt là với thói quen hút thuốc lá hoặc là uống nhiều rượu bia, đã khiến cho số người mắc bệnh ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Lo ngại hơn, nhiều người còn thiếu kiến thức trong việc sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng để trị bệnh, khiến cho căn bệnh ngày càng nặng, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên. Đây lại là thói quen trên bàn ăn của nhiều người Việt, gắp thức ăn ngon cho người thân và bạn bè. Lâu nay vẫn được nhiều người dùng để thể hiện tình cảm, sự quan tâm. Thế nhưng việc dùng bữa ăn của mình để gắp thức ăn cho người khác lại vô tình có thể khiến nhiều người mắc bệnh, đặc biệt là nhiễm virus HP, gây ra các bệnh lý về dạ dày. Nhiều người quá lạm dụng rượu bia, đặc biệt là rượu, uống rượu quá nhiều. Ethanol trong rượu nó rất háo nước, nó đi đến đâu thì nó hút nước kiệt đến đấy, và kể cả nước ở trong gan, nước trong các tế bào, nước trong cái mạc dạ dày cũng bị hút kiệt nếu mà uống quá nhiều rượu, và đó cũng là nguyên nhân để gây ra viêm loét dạ dày. Trong khi đó, mới đây theo thống kê của ngành y tế, mỗi người Việt Nam bình quân tiêu thụ 6,6 lít cồn một năm. Tỷ lệ đàn ông Việt Nam uống rượu bia cũng cao nhất thế giới và ngày càng tăng với cả hai giới. Theo các bác sĩ, việc sử dụng nhiều rượu bia với những căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống, công việc cũng khiến nhiều người mắc các bệnh lý liên quan đến dạ dày nói chung. Mắc bệnh dạ dày nhiều năm, Tạo Diễn, diễn viên Trọng Trinh cũng đang thăm khám và điều trị ở nhiều nơi. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, bệnh lại tái phát. Thường thường sau khi đi quay về muộn, rồi ăn đêm, hoặc là những đêm mà làm kịch bản chẳng hạn, thành ra nó cứ có những cái cơn đau bắt đầu nó cứ tăng dần lên. Thế là đi khám nội soi, phát hiện ra là bị viêm loét dạ dày. Nhưng mà đi khi có người giới thiệu, cũng như bác sĩ giới thiệu, thì có cái dạ dày Dataki này. Đây là một cái loại thuốc mà tôi cho là uống, nó làm giảm rất là nhiều triệu chứng. Ví dụ như là làm ra nó không còn đau rát nữa, vùng thượng vị tức là những êm hẳn đi, hoặc là không còn hiện tượng là hơi mà cảm thấy bị rát cổ. Đấy là một trong những cái mà tôi thấy là nó tạo cho mình có một cái sự thoải mái. Khi biết mình bị bệnh, nhiều người đã thay đổi thói quen sinh hoạt, từ bỏ rượu bia, thuốc lá và kết hợp sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh có nguồn gốc từ thảo dược. Trong đó các thành phần như cao hoắc hương, bột mẫu lệ, cao bạch chuột là những thảo dược hỗ trợ rất tốt cho việc điều trị các bệnh lý về dạ dày. Tôi sử dụng qua một thời gian và thực sự tôi cảm thấy là triệu chứng đỡ hơn hẳn, và hiện tại thì chưa thấy cái gì tái phát. Hiện nay có khá nhiều phương pháp điều trị bệnh lý về dạ dày nói chung và viêm niêm mạc, viêm dạ dày, tá tràng nói riêng. Trong đó sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị có nguồn gốc từ Đông y cũng đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Hiện nay thì là ta có rất nhiều những cái thuốc để điều trị bệnh đau dạ dày, cả thuốc Tây y lẫn thuốc Đông y. Ví dụ như là trên thị trường hiện nay thì ta có lưu hành cái sản phẩm bảo vệ dạ dày Dataki. Trong cái sản phẩm này thì thành phần có cái cao hoắc hương, là một cái thảo dược nó có cái tác dụng là giúp cho tiêu hóa tốt, ăn ngon, chống rối loạn tiêu hóa. Rồi thì lại có cái bột mẫu lẻ, bột mẫu lẻ mà được phi thành bột mịn ra thì nó có cái tác dụng, nó có cái tác dụng trung hòa, bớt cái axit thừa trong dạ dày rất tốt. Rồi lại có cái cao bạch trượt, bạch trượt là một cái vị thuốc được dùng trong Đông y lâu đời, một vị thuốc chính để chữa bệnh dạ dày. Cho nên là những cái sản phẩm thế này để mà sử dụng hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày thì cũng khá an toàn, bởi vì đó là những cái thành phần đã được sử dụng lâu đời trong y học, đã được lựa chọn sàng lọc. Đây là một sản phẩm đã được Bộ Y tế kiểm định và đã cho phép lưu hành. Thế cho nên người bệnh cũng có thể dùng cái sản phẩm này bảo vệ điều trị bệnh đau dạ dày rất tốt. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video.
Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm, bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.